Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Hội nghị đã công bố các quyết định số 799 ngày 4 tháng 5 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kể từ ngày 5 tháng 5 năm 2023 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu. Quyết định số 798 ngày 4 tháng 5 năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định đồng chí Lê Quang Toản, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia Đảng đoàn, giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản chúc mừng Ban Dân vận Tỉnh ủy và Liên đoàn Lao động tỉnh đã được kiện toàn cán bộ lãnh đạo, đồng thời chúc mừng hai đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết và Lê Quang Toản được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao trọng trách quan trọng này. Đồng thời yêu cầu trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục phát huy trí tuệ kinh nghiệm công tác, tích cực học hỏi, nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, gương mẫu cùng tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Liên đoàn Lao động tỉnh đoàn kết, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.